Có bán cát Oreo Blackpink không ạ? Tôi biết ngay là thế nào cũng sẽ có bà hỏi luôn á. Thế nên là dốc hết sức ra thì cũng chỉ có được có 25 cát thôi nè. Và để tránh trường hợp như đợt trước tôi tách lẻ ra xong là mấy bà chỉ mua hết tất cả các cát hot và để lại cho tôi những cái cát còn lại. Thế nên là lần này tôi làm theo kiểu dạng lucky bốc ngẫu nhiên nha. Mỗi một bốc thì sẽ có sẵn một cát Orion x Blackpink rồi. Và ngoài ra thì sẽ không để thiếu các sản phẩm của tôi nữa nè. Tôi biết là mấy bà khoái mấy cái cát đét mà tôi làm lắm nè. Thế nên lần này tôi đã về được nhiều hơn nha. Cho ôi, nhìn cái nào cái đấy cũng cưng xỉu đúng không? Không phải là của tôi lên tôi mới bảo là xinh đâu, chứ thật sự là xinh thiệt đúng không? Ngoài cát đét ra thì đương nhiên là không thể thiếu các sticker đi kèm nữa. Và đương nhiên thì mỗi lần đóng cát vẫn là thủ tục như mọi khi nè. Có một số ít cát nó bị defect nhẹ một chút là do lỗi của nhà sản xuất nên mấy bà thông cảm nha. Cái bìa trắng này thì tôi không trang trí như mọi khi nữa mà tôi để vào thôi để cho mấy bà về tự trang trí nha. Vì là nhiều bà muốn tái sử dụng lại những cái đồ đó, thế nên là tôi đã không trang trí lên thẳng nè. Sau khi chuẩn bị xong tất cả các món thì giờ là lúc cho vào bốc thôi. Theo như mọi người cũng thấy thì ít nhất là cũng sơ sơ khoảng 3 món quà rồi đó. Là xong bốc rồi đó, mọi người thấy sao thì hãy comment cho Na biết nha. Bye.